cái tình thương đó, tình thương này lớn lắm. Cái tâm mình á, cái tự tự của mình á, nó lớn nhiều tập đây niệm Phật lắm, tu lắm, lớn lắm. Cái cây mình á, trồng á, nó èo uột lúc mà nó mới mọc, cái lúc mà nó lớn lên á, mà lúc mà nó mạnh là nó phát triển rẻ lắm, nhưng mà lúc mà nó èo uột nó mọc, nó chậm, nó bùng lớn lẻ. Dành ăn một mình à. Ninh có hay đưa đồ ăn cho hàng không? Đó chả nhớ đưa, có thì còn gọi đi đưa. Ngồi trong hàng Ninh Nancy Nancy đâu xa đâu. Ta biết loại chưa? Biết chưa? Biết loại ngửa chưa? Sắp sửa dễ vui từ từ. Nhưng mà vẫn chưa biết đứng nước à, chưa gì, chưa biết đứng nước, chưa đứng nước à. Đứng nước là gì? Ôi chó à, tập từ từ. Niệm Phật được không? Niệm Phật á, trụ đỉnh đầu được không? Thì con cứ niệm trụ vậy, con không có biết trụ trụ được chưa nữa. Rồi nhắm mắt nữa. Trụ rồi nhắm mắt. Cho nó trụ. Nó trụ quen, nhắm mắt ra thử trụ rồi.
Tôi thấy nó xoay không? Cái điển á, điển đầu á, có thấy nó xoay không? Chạy nha, thấy xoay không? Nhiều khi lúc nhẹ con mới cảm nhận được nó xoay. Còn bây giờ có nản nào không? Bây giờ thì nó bất chịch. Nó chỉ là nó xoay với bác nhắm mắt rồi, nó xoay như cái bánh xe chạy, xoay, vui lắm. Cái điển nó chạy, xoay. Nó chả vui dần bí lắm, ngồi nó có cái lực ngoài nó chạy tự động vậy. Tu mình biết được mấy chuyện đó quý lắm. Làm sao mà lúc trước đi tu mình đâu có biết có, nhưng giờ tu nó có. Lúc mình thấy nó quay là cái lúc đó nó đang thông. Cái mình ra mình trượt là mình không thẳng, thấy nó quay nữa. Nó mất rồi, cái mình ngồi mình niệm cho nó quay ra lại là ok. Nó không quay, mình ngồi niệm quá hay cho nó quay ra lại, nó quay ra lại. Trụ đỉnh đầu. Đúng rồi, đỉnh đầu đúng không? Nó không có vuông góc nữa không? Trời, nó nằm ngang thì sao chứ? Cũng niệm, cũng tưởng, cũng chạy. Chị không có vuông góc luôn, là con nói về cái không gian. Mà chị nói vuông góc là mình ngồi. Em hiểu thế, chị nói, nhưng mà cái đó là nói về không gian của vật lý, của vật chất. Còn cái này là tâm linh, đó là không có không gian của vật chất không? Cô hiểu cũng nói liền là, nhưng mà không phải, mình không có nói về không gian này. Không phải, ý nó cái sinh sống nó cùng cái chiều. Đúng rồi, tại vì chú cũng khuyên nếu có ngủ thì nên ngủ ngồi mà. Không, thì ngồi á, mình niệm nó dễ hơn nằm. Nhưng mà lúc đuối quá thì nó thì nằm, thì nằm. Nhưng mà mình niệm Phật nó cũng xoay à. Cho nên bây giờ mình ngủ và mình nằm, mình niệm nó xoay được là mạnh lắm. Chứ còn ngồi thì nó niệm nó xoay dễ hơn. Dạ. Mà nằm cũng vẫn nhớ, vẫn còn niệm Phật lên những đạo. Dạ, trên đỉnh nào. Tại vì chú bá nằm ngồi gì cũng niệm. Cô hiểu không nói nhưng mà nằm ngồi gì cũng niệm, đen để là tranh thủ tối đa. Nói chuyện cũng niệm nữa. Tranh thủ tối đa. Maximum. Mình chỉ có cái đó thôi à. Mình niệm thường xuyên á, cũng như là mình siêng làm việc vậy đó, mình siêng năng làm việc. Mấy người mà niệm mà điển nó xoay nó cái mặt nó tự nhiên nó ngộ luôn. Ngộ. Hồi xưa lúc mà cô Hiếu cũng còn trẻ, cũng là đầu tiên á, mà cũng thấy biết cô biết cái niệm Phật nó xoay thế nào. Là tại cô chú là hai cái ghế ngủ ngồi hai người thì thiền xong cái cô lên cô ngồi lên cái cô giữ ngủ cái thì cô xuất ra thì cô mới thấy là chú bá, cô mới thấy được cái nghĩa là thấy trong cảnh giới, trong điển giới cái niệm Phật của chú bá là Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó xoắn nó ra cái từ trường mà cô feel được, cô cảm nhận được, nó giống như là con đi ra sân bay mà cái hạt cái máy bay mà nó bay á, cái ống khói nó nghĩa là cái không khí mà nó đập xong rồi cái nó rung chuyển á, thì cái Nam Mô A Di Phật của chú vậy, lúc cô bay là cô thấy như vậy rõ ràng, mà cô feel, cô cảm nhận bằng cái điển giới á, nó như vậy đó, nên cô nói à vậy là niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà là vậy, chứ không phải là niệm Phật mà mình tưởng là tầm thường đâu. Nên cái chấn động A Di Đà đó là cô thấy biết là cô mày đi luôn, nhưng mà
rất là rõ ràng, tôi thấy. Thầy nói cái chánh Phật A Di Đà là có chuyện đó, tôi thấy. Bây giờ là mình trong cái niệm Phật mình khi mình thấy tình thương hay mình thấy rướm nước mắt hay gì đó là cũng là cái đó là sống tình đó, phải không anh? Cái sống tình đó, sống là làn sóng chứ không phải là cái sống sống đại dương. Là giống như mình niệm là nó cứ xoay vậy là nó lan ra đó. Một câu niệm là nó lan ra nó rung động á, nó rung động á, rung động trên cái tâm linh của mình là nó rung động, cái hồn mình niệm ra môi vẫn rung. Cho niệm sao Vân, thấy làm sao? Không thấy mặt nó sáng ra rõ ràng, phải nó đứng thấy sao? Thấy nó tốt, rút lên nè. Thấy cũng tập trung cái bớt đen đúng không? Chắc lại vời vời nó rung, thấy nó rung động cái mình chưa có thấy, cũng như ngủ quên luôn hả? Ngủ quên luôn không? Như lúc như là bình thường mà đây là đánh luôn, thấy nó nếu mà mình đi tập thì là do mình làm cái hoạt động trong ngày nhiều quá mà mình nó trụ cái nó cũng trụ à, ý nó quen mình làm nó cũng trụ, nó trụ cái tính nó rút ngay đỉnh đầu, co ngậm miệng co lưỡi lên nó rút. Chú nhìn người ta niệm Phật thì chú thấy cảm động hay là cảm nhận? Cảm nhận. Là muốn thấy và thấy được. Không thấy cái mình không biết thấy cái gì không biết đó. Nhưng mà mình nhìn thấy nó cái người nó định hay không định mình biết vậy. Niệm Phật mà ví dụ cái người nào niệm Phật mà chưa định nhịn mặt biết rồi thì hay lại chưa định được. Đâu có định được thế, nhưng ngủ quên vậy. Nhưng ngủ vậy, mặt khi mà ngủ vậy định cái mặt nó đẹp ra ngộ lắm. Nhi chị ta cũng ngộ lắm. Như vô tư nó không có bị khôn khổ. Con thấy nó cứ vừa chơi vừa tu vậy, vừa đi học luôn. Nó không trượt nhiều mà đến khi nó tu cái nó nhẹ nó bay mất tiêu. Nó ý là nó giả cũng mạnh nhưng nó có cái nó vô tư, nó giả mạnh, nó tu kiếp trước rồi thôi, nó cũng còn vốn sẵn rồi, vốn sẵn rồi giả dạ, tu cũng nhẹ. Không phải chị em mà chả giống nhau gì, cái hồn nó khác nhau không? Chị em thì em chứ không nhầm gì. Đâu có nhầm gì đâu. Cha mẹ sinh ra vậy thôi, chứ đâu có gì đâu, sinh cái xe. Hôm nay lúc ngồi học thiền em đi chơi soi hồn tốt đấy, nhẹ hơn ở nhà là soi có mỏi như hôm nay là cứ theo suốt đấy. Ngồi thiền ngay ngắn, soi hồn ngay ngắn. Châu Anh sao có thiền không? Ai à? Châu Anh á. Là cái lớn đấy à? Ừ. Cháu tưởng là bé vẫn chưa được. Châu Anh. Thì là chưa đủ tuổi. Tướng thì vẫn chưa. À thiền. Thiền chưa được. Tại sao 10 mấy tuổi? Tại sao chưa được? Cháu tưởng là 10 mấy là thiền mấy tuổi. Đâu ra đâu? À thế. Ừ. Tức là cái bọn chỉ cho thở mấy cái thứ còn không. Thế sao hồn hả? Chưa, và nhưng mà không chưa ngồi thiền. Ngồi thiền thì đâu sao đâu. Không, nó phải thắp pháp lưng chứ. Thì pháp lưng thường chỉ thiền định là. Thì mấy lần cháu thấy nó cứ đang thở pháp lưng ông cháu cũng bảo đừng chưa đến tuổi. Không sao. Cháu tưởng là 16 hay bao nhiêu đấy là anh mà. Cháu cũng không sao. Thế ạ, cũng bắt chước cũng phì cũng bảo lúc này. Thế nói thôi. Cháu nghe tiếng. Cháu nói thiền nghe. Nó tốt. Dạ. Nó tươi trẻ. Vâng, tức là vừa nãy lúc xem lại ảnh ấy thì cháu mới nhìn thấy ảnh đẹp. Hình toàn nhìn con mình là chính. Phải nhìn nhưng mà lại thấy ai đẹp, thấy mấy đứa nhỏ hả? Vâng, thấy Mi Châu ngồi đẹp.
Hết đâu? Ngồi thiền hả? Vâng, à, ngồi lúc soi hồn cùng mọi người ấy ạ. Ý thấy ngay ngắn như thế thì phải khen để Duyên Dương. Khen hay lắm. Ôi rồi con của mẹ ngoan quá. Vâng. Mẹ yêu con quá. Thích nghe chị này nói chuyện chính xác, chị nói chuyện dùng danh từ chính xác. Mà âm thanh trầm bổng nữa. Vâng. Vâng. Hôm qua cái ai mà chị lại còn trầm bổng nữa. Ừ. Nhấn nhá nhả chỗ ấy. Ừ. Không, ngày trước là cháu là cũng học văn. Ừ, đúng rồi, chắc tại vậy mà diễn tả nó chính xác. Nên là ba đứa cháu nó cũng năng khiếu về văn, đều được học được văn hết. Hay. Mấy người biết văn là biết chính xác lắm. Đây này không nè. Nhìn cho bác ạ. Nhìn cho đây này. Đấy. Cái ảnh nào trông thấy đẹp. Đấy. Đằng đấy. Sau đằng trước đẹp hết. Đấy. 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 Nó thay hồng đẹp quá ha, mặt nó đẹp. Đâu đó. Đây con. Đấy. Ừ. Tay viết cũng đẹp. Đằng sau cũng đẹp, đằng trước đẹp. Cái bàn tay nó đẹp ha, mũi miệng đẹp. Vâng. Đây rồi. Bất chợt cũng đây là cái gì anh Linh? Đây là cái gì sao? Hôm nay thì muộn quá rồi thì tí nữa xong kia rồi cái vé xong giảm 30%. Anh đang mới học đơn này rồi. Dạ, cháu ăn đâu? Ăn đi trả tiệm mà. Vâng, có cái vé 30% thì trả đoàn cho thầy. Thôi thôi đi ăn đi, ở đây mua đồ ăn rồi. À đấy ạ. Đây, đằng sau đây. Đây là nghiêm túc rồi chú, không ngọ ngoại. À, nhà mình có rồi thì nếu nhà mình sang vậy. À. Nhưng mà sang bên này nó vừa đắt rồi không có ngon lắm. À, dù là bớt 30% cũng không đắt. Hà đã tính tiền cao lên rồi bớt cho mình đúng không? Kiểu đấy, thế tôi ăn mì tôm thì... Mì nồi kia mỗi người có mì tôm. Thầy vừa cháu bảo anh đi chợ. Mì tôm là ngon, mì tôm của nên mua ngon á, ăn là không có bột ngọt hay sao á. Đúng rồi, không có làm tiêu ra gì. Không có bột ngọt á. Có cho nhất là ít. Đáng kể đường. Tức là ý là trong cái gia vị đấy à? Để tuyển luôn. Vâng, chắc là không có. Cay hơn cay này. Đúng cái gì lắm. Hả? Quần áo. Sắp rồi, cái bịch vàng ấy. Thôi bây giờ em cầm về đi. Mong máy giặt ra giặt tay. Máy giặt chứ giặt tay thì chết. Thế cho chị hai cái. Ừ. Mấy người kia đi rồi nó nữa có trở lại đây không? Không biết hả? Mấy người kia họ thấy bọn Thảo thì Thảo đấy hả? Vâng. Mai đi đâu rồi? Họ trọ cũng gần đấy không gần mà. Bây giờ rồi sao chúng mày gần? À, ok. Mai tối rảnh thì qua để chơi. Cô tưởng con đi theo, không biết mai đâu rồi. Đang ngồi khóc. Thôi đấy đi. Chị nhờ mai ra thổ. Cũng đi đâu vậy? Vừa nãy không giặt ngoài lễ chân này này. Nhưng mà chỉ giặt đồ ấy, nhưng không có to. Giặt đồ ở đây mắc lắm mà. Cái áo bốn thì kèm. Ừ, mắc lắm. Cũng là phải khoai thì mà bốn cái áo một quần. Giặt anh đi bốn nào.